Tuấn đã từng là nhân viên của Dược City Entertainment trong một tháng. Tại sao em làm rất tốt mà anh lại gầy? Đôi khi mình chỉ có thể làm mình thôi, vì không thể nào chia sẻ được với ai thì bắt buộc mình làm được thì mình sẽ làm. Tuấn đã từng là nhân viên của Dược City Entertainment trong một tháng. Tuấn thực sự là một bạn rất giỏi, có gu thiết kế và thậm chí là bạn ấy có thể làm được luôn cả việc của một nhà sản xuất. Ví dụ như nếu tất cả các anh chị cần làm một cái event nào đó, bạn có thể vừa làm cái sân khấu vừa tổ chức sản xuất được. Bạn có thể làm bộ nhận dạng thương hiệu cho mình, có thể làm proposal khi mà các anh chị cần phải present với đối tác. Thậm chí là bạn có thể là làm tất cả những gì mà một bộ nhận dạng thương hiệu của một thương hiệu mới toanh cần phải có, từ thiết kế logo cho đến tất cả những cái vật dụng đi kèm. Em muốn gửi lời cảm ơn anh Tiến vì anh đã có những lời khen có cánh cho em. Em lúc nào em tự đặt bản thân mình là mình phải cố gắng ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Nên là khi mà em nghe một lời nhận xét là bạn rất là giỏi thì thật sự với em rất áp lực. Tại vì đôi khi là mình sẽ không biết có làm đúng như những gì người ta kỳ vọng hay không. Mình xin phép được chia sẻ luôn là thật sự mình không phải là một người nói quá giỏi. Tuy nhiên mình rất muốn làm việc, mình là một người làm được và mình có thể action được liền. Em có nhớ cái lần đầu tiên anh rầy em là bởi vì em quá nhiệt tình đến mức em làm nguyên một cái slide PowerPoint và đầy đủ nội dung trong đó, nghĩa là em đang làm việc của designer và em làm việc luôn của biên tập. Tại sao em làm rất tốt mà anh lại rầy? Là bởi vì em đang không làm đúng nhiệm vụ của vị trí một giám đốc sáng tạo. Và chính cái việc em nhiệt tình đến mức có thể làm tất cả mọi thứ mọi người yêu cầu, nó dẫn tới cái định danh của giám đốc sáng tạo em không rõ ràng. Nó làm cho cái công việc giám đốc sáng tạo của em nó bị bó hẹp lại. Tại sao mà anh Tý có chia sẻ về cái câu chuyện là em làm tất cả mọi thứ? Thật sự là các công ty sẽ luôn cần một người làm được nhiều vai trò khác nhau. Đôi khi mình chỉ có thể làm mình thôi, mình không thể nào chia sẻ được với ai thì bắt buộc mình làm được thì mình sẽ làm. Bản thân tôi là một người ngồi kia nghe hết câu chuyện của các sếp, của bạn. Tôi hiểu những gì mà sếp Hữu Tiến muốn truyền đạt cho bạn. Bạn là một người đang biết rất nhiều việc cùng một lúc. Nhưng cái việc biết nhiều việc đó biến bạn trở thành một nhân viên được việc. Nhưng thứ bạn đang tìm kiếm là một người lãnh đạo. Và một người lãnh đạo để làm được việc lớn, bạn phải biết phân bổ, sắp xếp công việc và biết mình thực sự muốn gì và mình có thể làm được gì. Bởi vì ở ngoài kia có rất nhiều những người giỏi, họ có thể làm một lúc rất nhiều việc khác nhau. Họ sinh ra đã có một cái tố chất rất là đặc biệt. Còn chúng ta là những người nỗ lực mỗi ngày đi lên để trở nên tiến bộ hơn. Chúng ta nên tập trung vào cái gì chúng ta giỏi nhất. Anh nói ngắn gọn vậy nè cho nó dễ hiểu nè. Anh trả lương cho em là trả lương cho giám đốc sáng tạo, mà giám đốc lại vô ngồi làm việc của nhân viên bình thường, thì rõ ràng đó là cái giá trị mà người ta không có thỏa đáng với những gì người ta kỳ vọng. Cho nên nếu như em định danh mình là giám đốc sáng tạo thì em phải nắm rất rõ bản mô tả công việc của em và em làm đúng cái vị trí của giám đốc sáng tạo. Bởi vì khi em không làm những việc của nhân viên cấp dưới, em sẽ có nhiều thời gian để em sáng tạo và làm những thứ lớn lao hơn.